Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết rồi là đi xuất khẩu lao động thì có người đi rất là nhanh, nhưng cũng có người phải mất 1 đến 2 năm mới đi được, và thậm chí có những người là không thể đi được luôn và phải gánh một cái khoản nợ rất là lớn, bị lừa đảo này kia. Đó. Thì ngày hôm nay thì Việt sẽ chia sẻ tới các bạn về cái góc nhìn thực tế để các bạn sẽ hiểu rõ hơn và có cho mình những cái kiến thức để chúng ta tránh gặp phải những cái hoàn cảnh éo le, bởi vì cái thực trạng người môi giới xuất khẩu lao động ở Việt Nam bây giờ nó rất là phức tạp. Đó. Thì chúng ta biết rồi, cái nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người Việt Nam chúng ta vào cái thời điểm này đang rất rất là lớn, có thể là đi Đài, đi Nhật, đi Hàn rồi đi châu Âu nữa. Đó, chính vì cái nhu cầu lớn cho nên là các trung tâm thật giả lẫn lộn cũng mọc lên rất là nhiều. Và đi sau trung tâm là sẽ có những người môi giới xuất khẩu lao động, đó là những cái người mà tìm kiếm khách hàng, những cái ứng viên về cho trung tâm. Đó. Thì cái người môi giới thực ra thì cái lượng kiến thức của họ bây giờ nó cũng hạn chế, và có những người thì có tâm và cũng có những người họ không có tâm, họ đặt cái lợi nhuận cá nhân lên trên hết, cho nên là khách hàng họ không quan tâm nhiều. Cho nên Thái Việt cũng chia sẻ với các bạn là cũng có người này người kia, có những người rất là tốt, có những người rất là uy tín, có kiến thức, am hiểu, ví dụ như đơn giản là đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đi, đúng không? Thì có những người thậm chí họ chưa từng đến Nhật, họ không biết Nhật Bản là cái gì, cũng không biết cái đơn hàng nó làm cái gì, cũng không biết là kỹ sư ở Nhật họ làm cái gì, hay là thực tập sinh thì như thế nào, chuyển việc được hay không, rồi du học sinh sang đây họ cực khổ như thế nào, họ đâu có biết. Bởi vì nghề môi giới là thường là họ hay phóng đại, những cái tốt thì họ sẽ khoe ra, còn những cái xấu họ che. Thì đó là cái gọi là nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật tìm kiếm khách hàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp phải những hoàn cảnh như vậy thì thực sự rất là éo le, bởi vì là những người đi xuất khẩu lao động là những người thực sự mà họ đã có hoàn cảnh khó khăn rồi, đúng không? Hoàn cảnh khó khăn rồi thì bây giờ họ muốn đổi đời. Mà bây giờ những cái tốt á, thì khoe ra, nhưng mà những cái xấu lại che. Thì thành ra là khi mà sang đây á, cái hoàn cảnh nó thực sự rất là éo le. Đó, những cái mà chúng ta sang đến Nhật Bản rồi chúng ta mới biết được, thì khi đó mới hối hận thì nó quá trễ rồi, đúng không? Đó, cho nên thực ra thì là xuất khẩu lao động á, tốt nhất là cứ nói thật. Xấu cũng nói, tốt cũng nói, để người ta, cái người khách hàng, người ứng viên á, họ biết được và họ hiểu được là mình có nên đi hay không, được chưa? Chứ còn bây giờ bất chấp, miễn làm sao cứ có người vào trung tâm là sẽ có tiền hoa hồng, thì cứ giới thiệu bất chấp đơn hàng đó có phù hợp hay không, có phù hợp với năng lực hay không, phù hợp với trình độ, với cái sức khỏe của người đó hay không, và có phù hợp với cái bằng cấp hay không, khả năng đầu tư khách hay không, họ không quan tâm. Miễn là bất chấp, cứ ăn có muốn đi không, ok đi, rồi cọc tiền nữa là xong. Đó, vì khi chúng ta đã cọc tiền rồi thì thực sự mà nói là rất là khó mà lấy cọc được. Bởi vì muốn cọc được thì các bạn phải là gì, phụ thuộc vào những cái đơn sau, phải phỏng vấn 2 đến 3 đơn tiếp theo, nếu mà trượt thì mới cho lấy lại cọc. Và các bạn cũng đâu có quyền từ chối đâu. Ví dụ những cái đơn hàng tiếp theo các bạn không có thích, không thích lương thấp hoặc là làm nằng nhọc, nhưng mà các bạn vẫn phải là gì, phải thi thôi, bởi vì là bây giờ tiền cọc mà không thi thì nó đấy. Nhưng mà các bạn ơi, đừng có vì mấy chục triệu tiền cọc, có thể là 10 triệu đi, mà các bạn phải đi những cái đơn mà không đáng đi, hoặc là những cái hoàn cảnh mà nộp cọc vào được, tự nhiên là chúng ta bị phụ thuộc, nên là chúng ta không thử tự quyết số phận của mình được. Đó, các bạn phải chú ý. Đi Nhật là một cái con đường chúng ta có thể kiếm hàng trăm triệu, hàng tỷ. Cho nên là có thể là vì 10 triệu hay mấy triệu đó, các bạn đừng có nó đề cao quá. Được chưa? Có những khi mà chúng ta biết chúng ta sai rồi, chúng ta vào trung tâm đó sai rồi, qua cái người môi giới đó sai rồi, thì chúng ta có thể là vứt cọc, đòi mà không được thì vứt luôn. Chứ còn bây giờ cứ lệ thuộc để họ làm chủ cái số phận là không được. Mình phải tự quyết lấy số phận của mình. Được chưa? Đấy, thì có vừa rồi cũng có nhiều người nhắn tin như thế, việc trình bày, trình cục 4 tháng rồi, bây giờ có kết quả rớt visa, rớt tư cách. Thì bởi vì là cái người môi giới họ không tư vấn rằng cái bằng đó là không thể đi kỹ sư được, đến 99% là rớt. Vậy thì không thể nào mà các bạn rơi vào 1% còn lại được. Đã 99% rớt thì chắc chắn các bạn phải tránh cái đơn đó ra, hoặc các bạn sẽ không đi nữa, đi bằng cái con đường khác. Chứ các bạn cứ cố đi bằng được cái bằng đó là không thể đi được rồi mà vẫn cứ quyết định đi, thì bây giờ rớt là thứ nhất các bạn mất thời gian, mất tiền bạc, mất tiền của, rồi bây giờ các bạn sẽ bị một cái sẹo ở trên cục xuất nhập cảnh, được chưa? Bây giờ có nộp lại á thì các bạn cũng có một cái sẹo đó rồi, cho nên là mọi thứ nó sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn và khó khăn hơn. Cái thứ hai là bây giờ mất thời gian chờ 4 tháng rồi, bây giờ lại chờ tiếp mà cũng không biết có đầu hay không đó, mà bây giờ đang đi kỹ sư, bây giờ chuyển sang thực tập sinh nó cũng rất là rắc rối.
Được chưa? Nói chung á là làm sao để cho cái hồ sơ mình sạch. Thì các bạn phải đừng có nghe môi giới, mà các bạn phải tự quyết định mình phải bây giờ mình đi Nhật hay là đi Hàn đi đâu cũng vậy, mình phải có kiến thức trước. Được chưa? Còn gặp một cái người môi giới mà thực sự có tâm và có kiến thức á thì ok, họ sẽ tư vấn và xem cái khả năng đậu của cái bằng của bạn, đậu tư cách có cao không, và cái bằng của bạn thực sự có thể đi kỹ sư được hay không. Đó, và không được thì họ từ chối ngay. Chứ còn bây giờ họ thậm chí họ cũng không biết được đi hay không, rồi cứ miễn là cứ cọc, em cứ cọc vào đi, em cứ yên tâm, cứ cọc vào trung tâm của anh lo được hết. Bên anh là mạnh lắm, luật sư làm mạnh lắm rồi. Ví dụ công việc mà sang Nhật Bản mà vất vả thì sang đó ta chuyển việc sau, lo gì. Đó, bên Nhật Bản lương cao lắm, việc nhiều lắm. Đó, cứ nghe kiểu như đó thì chúng ta không nên. Đó, thì cho nên là các bạn phải bây giờ đi Nhật muốn đi nhanh ấy, các bạn phải có cái sự hiểu biết, nếu không là có khi vào 3 tháng sau rớt rồi lại phải chờ 3 tháng sau mới có cái đơn hàng khác, gặp đơn hàng không thích cũng phải phỏng vấn xong cứ rớt tiếp, rồi có khi có những đơn hàng ảo. Bây giờ thay vì chia sẻ thực với các bạn, đơn hàng ảo ở trên mạng internet bây giờ đang tràn lan nhiều lắm, bởi vì những đơn hàng đó những công việc thực sự rất là nhẹ nhàng nhưng mà lương cao là không phải rồi. Cái thứ hai, những công việc không rõ ràng. Đó, cái thứ ba là ví dụ như cái bằng mà không phù hợp họ vẫn nhận, họ vẫn tuyển. Đó, như vậy là tuyển bất chấp. Như vậy thì có khả năng những đơn đó đơn ảo. Hoặc là các bạn phỏng vấn với những người mà gọi là phỏng vấn với những người Việt Nam là không đúng rồi. Với lại là phỏng vấn với người Nhật mà có khả năng người đó là người Việt Nam giả mạo. Hoặc là phỏng vấn đầu rồi ha, nhưng mà không xuất trình giấy trình cục, rồi là khi hỏi cái gì cũng mập mờ. Đó, chờ đến 5-6 tháng không có kết quả, cuối cùng một lúc sau để báo rớt. Thế rớt thì cái giấy trình cục, cái giấy mà cục bảo phải rớt đâu, trình bày cho chúng tôi xem. Đó, rồi thực sự mà nói là đơn ảo, công ty bên Nhật ảo, rồi môi giới cũng ảo nữa. Môi giới mà thông tin không rõ ràng, thông tin gọi là không có cái lý lịch rõ ràng ha, thì chúng ta thực sự chúng ta nên cẩn thận ha. Đó, chúng ta các bạn biết rồi là trung tâm xuất khẩu lao động thì bây giờ muốn có tiền để nuôi cái trung tâm đó thì phải có người đi, hoặc là họ sẽ ăn cái tiền cọc của các bạn. Có thể là các bạn vào đó rồi các bạn nói chung là dây qua dây lại không đi được, cuối cùng là các bạn phải bỏ ra đi, thì trung tâm cũng sẽ có cái tiền cọc đó, hoặc là trung tâm sẽ có nuôi giáo viên để dạy học các bạn thì cũng lấy tiền phí học đó, rồi đủ thứ chuyện. Nói chung là những cái cách đó cũng là một trong những cái cách mà để họ có thể duy trì được cái sự hoạt động của trung tâm. Và chính vì cái thực trạng môi giới xuất khẩu lao động bây giờ tràn lan trên mạng và có nhiều biến tướng như vậy thì cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Thì Thái Việt đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên thế này: bây giờ muốn đi xuất khẩu lao động mà muốn nhanh, muốn rẻ thì chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ từ những người đã từng đi cái Nhật Bản hay đi Đài Loan, những người senpai đi trước ấy, đó, xem là như thế nào, rồi họ đi bằng cách gì. Rồi cái thứ hai là mình phải tìm hiểu qua cái thông tin internet, là xem cái bằng cấp của mình thì phù hợp với cái ngành gì, nghề gì, rồi là đi theo cái việc gì là phù hợp, kỹ sư hay là thực tập sinh hay là du học sinh. Đó, cái tiếp theo là chúng ta phải không biết thì hỏi những người mà chúng ta có thể, là bất cứ ai chúng ta có thể hỏi được, những người có kiến thức thì các bạn cũng có thể hỏi Hoàng Thái Việt nha, số Zalo 0395316875. Hoặc là các bạn cũng có thể là tìm hiểu qua những người môi giới, bởi vì những người môi giới là những người uy tín, là những người có tâm, có tầm, có cái sự hiểu biết, đó chưa? Và khi mà gặp những cái người môi giới uy tín thì các bạn sẽ hạn chế được những cái rủi ro, khả năng rớt tư cách này, rồi khả năng gặp phải công ty bên Nhật là xấu này, bị áp bức bóc lột này, hay là khả năng chúng ta tránh phải những cái trung tâm không uy tín, và chúng ta tránh phải những cái tình trạng như là cân giá, kê giá đi. Ví dụ như đi chỉ mất 5.000, họ kê giá lên đến 6.000, 7.000, kiểu như vậy. Đó. Và một cái cách nữa, kỹ sư mà muốn đi Nhật nhanh thì các bạn có thể đi theo cái đơn tiến cử các bạn nha. Có thể là những cái trung tâm vừa thôi, không cần phải lớn. Những trung tâm lớn có khi lại có nhiều ứng viên, mà nhiều ứng viên thì chúng ta phải cạnh tranh. Đó, cho nên là chúng ta những cái đơn tiến cử thì chúng ta cố gắng, có thể là bất cứ cái trung tâm nào, miễn là họ không lừa đảo là được ha. Có thể là những cái trung tâm nhỏ, hoặc là những cái đơn vị mà họ chưa thành lập một công ty. Có những người họ đưa người đi Nhật theo dạng kỹ sư rất là nhiều. Bây giờ đi Nhật kỹ sư là họ không cần nghiệp đoàn, cho nên là ai cũng có thể đưa người sang Nhật được, miễn là họ có cái đầu bên Nhật, họ biết cái đầu bên Nhật là được. Đó, thì có những cái đơn vị mà họ không thành lập trung tâm họ vẫn đưa được, và đi qua những đơn vị này thường là gì, tiến cử 100%, vào là đầu luôn. Đó,
ứng ứng tuyển cái là đậu luôn, và khi có tư cách thì các bạn mới nộp tiền đó, cho nên các bạn cũng không phải phải lo về cái lừa đảo hay gì cả đó. Thì bây giờ á, các bạn muốn biết lừa đảo, gặp phải lừa đảo hay là những cái tình huống rủi ro nào thì các bạn có thể là nhắn tin cho Thái Việt để Thái Việt tư vấn cho các bạn, để biết được mình đang thuộc cái nguy cơ nào đó. Thôi thì sau clip này thì Thái Việt sẽ chia sẻ những cái clip để giúp cho các bạn có cái kiến thức để các bạn tránh được những cái tình huống rủi ro, những cái nguy hiểm khi chúng ta đi xuất khẩu lao động. Các bạn nhớ đăng ký kênh HTV Vlog để chúng ta theo dõi nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha.